dạy dạ luôn đâu biết đâu. Cô Phương Ngân dạy rất là giỏi. Dạ. Học trò rất khen nói chứ không những gì đó nói vậy nè, học từ cô Phương Ngân có thanh và có tượng nữa, tức là được nhìn và được nghe mà đẹp mà. Chị có đàn ông học luôn không hay chỉ có đàn bà? Có luôn. Dạ. Thật sự cũng cảm ơn cô Thảo Vân rất là nhiều, tại cô Thảo Vân cho Ngân cái cơ hội để vào trường của cô dạy những cái khóa ở bên đó và cô kêu gọi học trò, thì Ngân làm một khóa bên cô rồi được rất là vui, được học trò rất là quý và rất là thích. Thì tương lai là hai chị em, hai cô trò sẽ làm thêm những cái lớp thêm nữa. Nhưng mà tiệm của Phương Ngân cũng có dạy, cũng có đào tạo. Tất nhiên là mình ở tiệm á, thì nó sẽ nhiều thời gian đi với nhau hơn. Thì các bạn được luyện nhiều hơn và được cái kinh nghiệm xác thực hơn là mình khách vô sao sao. Mỗi người khách ý thích như thế nào. Còn vô trường thì mình chỉ học lý thuyết thực hành ở trong trường thôi. Thì giống như là mình không có hiểu được như là những cái problem gì trong cái nghề thì mình không có hiểu được. Còn về để lấy được cái bằng đó thì thật sự cái nghề này cũng mới quá so với thế giới luôn, chứ không phải là do Mỹ nữa. Tại hôm trước Ngân có hỏi bên Health Department đó, thì họ nói là thật sự họ vẫn control nhưng mà chưa có hiểu là phải control cái này như thế nào. Tại nó quá hot mà nó quá mới, họ đang nghiên cứu. Thì rất là may mắn nếu mà các bạn nào vào nghề bây giờ thì mình đỡ vất vả hơn. Giống như ngành tóc, ngành nail, ngành facial bây giờ rất là khó, tại vì họ siết lại quá nhiều. Còn cái ngành này nó mới, thì nếu mà vô trường hợp này vừa hot vừa kiếm được dễ tiền, người Mỹ họ hầu như họ rất mới, họ rất thích, mà nó đẹp quá, họ không nghĩ là nó đẹp đến mức như vậy luôn. Cô, mình làm cho người Mỹ mình rất là hạnh phúc. Khi mà làm xong á, họ muốn khóc, họ cảm ơn mình mà họ muốn khóc luôn á. Mình rất là cảm thấy hạnh phúc. Thì các bạn nào có dự định thì cứ một là qua Phương Ngân, hai là qua trường. Trường á thì Ngân chỉ là dạy nói về cái nghề này để các bạn hiểu, và nếu thích thì mình đăng ký sâu vào cái khóa học. Thì các bạn nào muốn tham khảo thì cứ đến tham khảo trước, rồi thích nữa thì mình hãy học. Mà đối với Phương Ngân thì rất nên học. Nếu mà khéo tay và đam mê, mà đam mê tiền thì nên học. Cái này cho Chelsea hỏi là học bao lâu, và những người mà đi học họ đi làm full time là giờ giấc ở đâu? Thì Phước Lộc Thọ đóng cửa sớm ha, rồi học đi lấy bằng, có cần lấy bằng không hay lấy cái certificate, quá trình nó bao lâu, 5 ngày, 1 tuần hay 1 tháng hay tùy người? Thật sự một khóa 3 ngày mình cũng có thể lấy được cái chứng chỉ rồi, cái chứng nhận rồi. Nhưng mà đối với Ngân 6 tháng các bạn vẫn cần kinh nghiệm. Cần kinh nghiệm ở tiệm rất quan trọng. Còn 3 ngày, một khóa 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 2 tuần là các bạn đã hiểu được cái lý thuyết rồi. Nhưng thực hành nó vô vàng kinh nghiệm. Không có giống như nail mà mình học bao nhiêu giờ rồi ra mình làm được, rồi lúc đó mình mới rút kinh nghiệm sau. Còn cái này mà mình rút kinh nghiệm sau trên mặt người ta là mình chỉ có nản và mình sẽ bỏ nghề thôi. Tại vì khi mà lên mặt người ta rồi á, khách hàng họ giận dữ, họ sẽ làm mình bị stress rất nhiều. Và mình sẽ rất là mệt mỏi với cái nghề này. Không, nó không dễ giống như các bạn nghĩ. Ô, tôi học lên mạng có gì đâu, ngồi quẹt quẹt cái ra cái lông mày. Rất là nhiều bạn như vậy mà làm cho Ngân phải sửa rất là cực khổ luôn, mà tốn kém nữa, không đơn giản đâu. Giống như em nói vừa rồi đó, là người Mỹ tại sao họ quý hơn, tại vì họ đâu có lông mày đâu. Dù cho họ có lông mày, họ như cái màu tóc là màu vàng rồi, cho nên mà khi mình nói lên chân mày mà nó lên, nó thay đổi rất là nhiều. Và những người mà nhiều khi mình nói là như Chelsea, chân mày nó không còn nữa hay là nó ít xíu á, giúp nhiều lắm. Tại vì khi sáng mình đi làm, mình lo mà mình chạy không ngồi trong xe, nhiều khi mà dễ hay làm không có thời gian, dễ không điều. Thì có một cái nó rất là được, một cái là sau này không biết là ai đào tạo rất là hay ha. Nhưng mà ngày xưa mình xăm thì cái màu nó như mình nói là nó rất là dập vô thịt mình nhiều quá, cho nên nó bị đổi màu hay nó bị sưng. Rồi khi mình nói về xong lông mày, rồi sau này mình còn xăm nhiều, xăm môi hay xăm gì nữa không? Có, mình có làm môi và làm mí mắt luôn. Môi với mí mắt cũng rất là tự nhiên, giống như là mình make up hoặc là giống như mình không make up luôn á chị. Nhìn rất là tự nhiên. Thì lông mày, mắt, môi gì nó cũng chỉ last từ 1 cho đến 3, 4 năm thôi. Thì mình cũng không có worry lắm là mình sẽ sợ nó này nó kia. Tại bây giờ mình chỉ làm ở bên ngoài da của mình. Thì nó cái vùng da của mình không có chết đi, nó không có bị thẹo.
ngày xưa họ làm sâu quá, cái kim nó to quá, nó làm hư cái biểu bì, cái da của mình đi, nó làm cho mình bị thẹo. Có những cái cô ngày xưa lớn tuổi á, mà quay lại Ngân làm thì Ngân thấy tội lắm, cái môi mà nó hủng xuống luôn, tại nó hư á, và nó hư cái biểu bì da của mình, nó da mình nó không khỏe mạnh nữa, coi như là cái lớp đó nhìn giống như thẹo thì nó hủng xuống luôn, thì rất rất không nên làm sâu. Bây giờ phủi phủi bên ngoài thôi tự nhiên lắm. Thành ra cái phủi phủi bên ngoài đó nhiều lúc họ che được các lớp nám, permanent nám mà người ta không thể remove được. Họ xâm họ phủi phủi bên ngoài, thành ra họ phủi bằng cái màu da của mình đó. Mình có thể có technique đó giúp cho rất là nhiều người họ che được một đoạn thời gian vài ba năm. Cũng đỡ. Cái, nhưng mà đối với em thì em khuyên khách không nên làm đâu cô. Làm được nhưng không nên, tại vì cái màu mật lúc nào nó cũng không có different lắm với cái da của mình, nó không có giống lắm. Thì nó có khách làm, nhưng mà đối với em thì em khuyên là không nên làm. Mình nên chi thêm một số nhiều tiền hơn nữa đi để mình đến bác sĩ mình trị liệu da. Có cái này cho chị hỏi, có ai bị ghiền xăm không, giống như tattoo body ấy, mà ghiền xăm trên mặt trên mày, có nhiều người tới xăm ngoài à, mình đã đẹp, mình nói nó khen đẹp rồi nhưng mà họ vẫn thích xăm. Đúng rồi, thì làm sao mình giải quyết với những người đó? Xăm tiếp đè xuống hôm mỗi ngày một màu mỗi ngày một cộng cô. Có người nghiền á, tại vì thay đổi cho một năm mà Vân thấy cô đó tới ít nhất là 4 lần tiệm xăm, không làm này cũng làm nọ. Như vậy thì đỡ cho mình đỡ buồn. Có khách mà. Có chuyện gì mà vui hay là buồn gì mình để mình kể không? Trong thời gian đó nhiều khi mình mới ra, như Phương Ngân nói, có nhiều người họ bị nản vì xăm, thì mình cái nhiều khi mình xăm đẹp nhưng mà khách không hài lòng. Tại vì nhiều khi mỗi người mỗi ý khác nhau, họ muốn cái kiểu này kiểu kia. Mình có chuyện. Thì mỗi ngày đều có, thì có Phương Ngân ở Mỹ một mình, không có chị em, họ hàng, cô chú bác, cha mẹ gì ở đây hết. Thì một mình ôm cái tiệm, rồi công việc nhà nữa, hôm trước Ngân cũng có kể đó, thì rất là bận ở Mỹ. Các bạn cứ nghĩ là Mỹ là thiên đường, thật sự Mỹ nó là một cái cơ hội cho rất là nhiều người, bạn trẻ, nhiều bạn trẻ, nhưng mà nó rất là cực. Thì mình đã quá là mệt rồi, mình ra tiệm mình cũng vừa muốn relax, vừa muốn làm công việc của mình thôi. Mà có gì có thể những cái khách hàng còn mệt hơn mình nữa cô. Giống như mà chỗ mình để ra xả stress vậy đó. Trời ơi, ra cứ xôi cộng chấm, nhiều khi mình nhìn mắc cười á. Tại vì thật sự bên trái bên phải của mình không có đều nhau, tất cả mọi người trên thế giới này luôn. Mà không chịu ra mà phải đòi là nó giống. Có bà bác mà em mắc cười lắm. Con ơi, con ra đây coi cho bác. Cái lông mày này của bác á hả, người ta nói là một bên 9.5, một bên 10. Con phải làm sao cho nó 10. Con chấm một cái chấm này vô, một cái hộp cát này vô cho bác thôi là nó là 10 rồi đó. Con chấm vô cho bác, mình cứ nhìn mắc cười. Ok, con mời bác vô con làm. Muốn chấm là chấm. Dạ, muốn chấm chỗ nào con chấm chỗ đó, muốn nhổ, muốn cạo, muốn gắn gì con làm cho hết. Mình có xóa không? Mình xóa luôn, mình remove cái tattoo cũ. Rồi nói về cái remove nữa thì khách hàng lại nghĩ là mình là thần tiên á, mình vô mình làm cái đẹp liền, mình vô mình làm nó remove cho tôi. Cái mình nói là ok, cái da của chị á maybe là nó có thể là làm một lần, nhưng mà mình không biết được, tại vì cái mực nó đã nằm sâu trong da rồi, mình nhìn cái lớp da dày mình không thấy được nó ở bên trong. Thì mình nói ok, mình không có biết là nó sẽ đi bao nhiêu lần, nhưng mà thường thường là từ 2 cho đến 4 lần nó mới hết cô. Sao không chịu? Vô làm xong rồi về nhà nói sao nó không hết? Bữa nói một lần hết mà tại sao nó không hết? Mình mới nói là mình chỉ hy vọng là nó hết thôi. Chứ nó nằm ở bên da, nó nằm ở trong da, mình chỉ làm đến mức có thể, mình không thể nào môi lên hết được. Môi lên hết là nó sẽ bị thẹo. Mà khách không có hiểu được là mình vừa làm mà mình giữ cho khách nữa, mà khách không có hiểu, nói là mình làm không tốt. Thì sau này Ngân thấy luôn kinh nghiệm là Ngân không có nên nhận những cái khách sửa luôn. Mình không muốn làm luôn, mình không muốn phiền. Thật sự làm thì được, nhưng mà mình không thấy mình không muốn phiền. Tại mình không phải là thần tiên. Mình không thể nào làm bước vô tiệm mình cái ra nó giống như tiên được hết. Nó chỉ đẹp hơn mức có thể, hoặc là làm cho các bạn đỡ phải phiền make up mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng mình vẽ cái lông mày Ngân chuyên nghiệp nè. Mà nhiều khi vẽ cái lông mày á, mất nửa tiếng, có khi cả tiếng, có khi không muốn làm luôn á. Nhiều khi mình khó chịu trong người, cái mình vẽ không đẹp, không được, mình bực của mình không làm, thì nó đỡ cái thời gian đó. Mà tính ra cái lông mày mấy trăm á, một ngày mình tốn
không tới một đồng cho một cái lông mày. Nó cũng giống như là mình bỏ tiền ra mình mua cái bút vậy cô. Cái bút mình xài bao nhiêu một tháng đúng không, nó cũng hết bao nhiêu tiền. Thì nó cũng giống vậy thôi mà mọi người. Tại sao khi đi mua make up, mua đồ make up không tính, mày cứ vô cái tiệm xăm lông mày là tính. Ok thôi bớt cái túi này, bớt túi kia, bớt nọ. Cái giá nó trước mặt, cho nên họ chỉ tính trước mặt thôi. Họ tính thấy tại sao mấy trăm nó nhiều, nhưng mà mình xài được mấy năm. Một năm mình có 365 ngày. Một ngày mình chưa tới một đồng cho cái lông mày nữa. Mình mốt để cái bảng đi. Mình mốt mình phải tính liệt kê ra.